Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp nhận 5 tóc cần Body Euro nha bạn. Thì để con này chạy trên nền tảng là Bodyron Matic nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở cái link tờ Twitter nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn son xào follow tờ Twitter đó nè. Theo dõi nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn like và tweet tag 3 người bạn mình vào bài viết này các bạn. Vì mình đã tweet rồi. Tiếp tục thì các bạn xôn xào kênh Telegram group đó nè. Các bạn xôn xào các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Rồi các bạn xôn xào nè. Rồi các bạn bấm vào click here nè các bạn. Rồi bấm start nè. Ôi là tờ số này là nhiêu ta? 95 cộng trừ 77 là bằng 20. 95 trừ 7 cộng 10 bằng 18 nè các bạn. Ok vậy mình đã lướt cấp trang xong nha các bạn. Sau khi các bạn lướt cấp trang xong, các bạn click cái phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn copy link với phần mô tả video thứ hai của mình nha các bạn. Rồi bạn mở địa chỉ với chút MetaMask của mình ra nè. Lưu ý nha các bạn nhớ tích hợp mạng Matic Polygon vào, mình có để cái video hướng dẫn các bạn tích hợp mạng Polygon Matic các bạn. Thì bạn nhấp vào chuẩn ví nè. Polygon Matic đâu ta? Mình đã tích hợp rồi mà. Ở đây nè các bạn, mạng Matic nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, các bạn chọn vào trình duyệt nè, các bạn chọn vào mũi tên nè, các bạn dán vào cái đường link phần link mô tả video thứ hai của mình nha các bạn, rồi bấm gỡ nè, chờ chút xíu nha các bạn. Sau khi các bạn chọn vào xong thì các bạn bấm vào connect wallet nha các bạn, thì nó đã hiện một cái link. Rồi các bạn bấm vào red quốc nào các bạn. Rồi các bạn điền lại một cái link tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Chưa các bạn chậm xíu các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào mũ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè, mình không biết năm tóc cần này có giá trị hay là không nữa. Rồi các bạn dán vào các bạn, tiếp tục các bạn ở đường link Telegram nè. Thì các bạn mở Telegram mình ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Nhấp vào setting nè. Các bạn nhấp vào cái username mình nè, thì các bạn copy cái đường link Telegram mình chỗ này nè các bạn. Không biết copy sao không được ta. Rồi, các bạn copy cái username Telegram mình chỗ này các bạn. Rồi copy được rồi. Rồi sau khi các bạn copy xong thì các bạn trở về một cái địa chỉ hồi nãy nè. Rồi gọi đi ăn ra ta. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn, đường link Telegram mình chỗ này nè. Rồi các bạn bấm vào nút submit nè. Subscribe xong xuôi thì các bạn bấm vào mục lao bát nha bạn. Currency. Các bạn nhấp vào mục lao bát nha bạn. Submit xong rồi. Đầu cái sau khi các bạn submit xong các bạn bấm vào lao bát nha các bạn. Rồi bạn chọn vào MetaMask nha bạn, các bạn connect ví nha bạn. Thì chương trình AirDrop này còn 2 ngày nữa là kết thúc nha bạn. Rồi. Mình coi mình xác nhận ví các bạn, bạn connect ví nha bạn. Qua tất cả các bạn chọn trình duyệt AirDrop đi các bạn. Rồi bạn bấm vào connect nha bạn. Nếu các bạn connect không được thì các bạn copy cái này nè, link này lại nè, các bạn dán vào trình duyệt. Nó lại các bạn connect nha tất cả các bạn. Rồi nè, bạn nhấp vào luôn nè. Rồi bạn bấm vào connect nè. Kết nối nè. Như vậy là xong nha tất cả các bạn. Giờ bạn kênh cùng. Đây dự án có thể cho bạn farm và bull nè. Telegram của nó. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 5 tóc cần. Đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.